Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nhận con quét là nhận 20 token RTX nha các bạn. Nay nó cho mình quyết trao các bạn ơi. Đầu tiên các bạn đi vào phần link thứ nhất của mình mà kiểm tra các bạn. Và mở Telegram ra. Mình hướng dẫn các bạn rút tiền. Ghi tờ X. Các bạn gõ ghi tờ X nha các bạn. Ghê tờ ít ai gấp rồi rồi sau khi các bạn con này là con ghê tiết nha các bạn. Sau khi các bạn ấy gì các bạn bấm vào nút ta chỗ này nha các bạn, nó hiện vô một chữ view menu, các bạn bấm nút ta nữa nha các bạn, nó sẽ ra một cái chữ view menu, các bạn bấm vào chữ một withdraw các bạn, rồi nó yêu cầu mình gửi địa chỉ với ARC20, các bạn bắt địa chỉ với ARC20 bên dưới chút wallet cũ của mình á, rồi nó gửi về cho bạn một cái thông báo là ARC20 wallet super wallet now. Rồi nó nói với bạn là tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 15 ngày các bạn. Tôi sẽ gửi mã thông báo trong vòng 15 ngày thì nó thanh toán mình trong vòng từ 7 đến 15 ngày đâu lại nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm iGate dùng 2 luôn các bạn. Yay. Tờ it. Mấy này làm một cái video rồi mà nó bị thông, các bạn thông cảm, mà nãy mình làm cái video rồi nó bị khả dụng, không có mạng bị khả dụng rồi mình ấy. Đầu tiên các bạn lướt bằng tham gia group, bằng nút ta nó gửi cho bạn một cái captcha vô này group các bạn. Làm cũng giống tương tự như dòng 1 vậy đó các bạn. Mình có để video dòng 1 với cho các bạn tham gia. Đầu tiên các bạn join 2 kênh Telegram group của nó nè. 3 kênh Telegram, follow theo word, viết xe pinbot các bạn. Và Shopee kênh YouTube của nó, gọi các bạn vô đây tham quan cái website của nó trong vòng 30 giây rồi chụp cái màn hình gỡ nó cho nó như vậy nè các bạn. Mình nói gì là các bạn hiểu rồi. Nè các bạn. Rồi. Rồi nó kêu các bạn ép cái địa chỉ ARC20 vô, các bạn ép vào các bạn. Rồi các bạn bấm chữ balance để nhận token các bạn. Xem kiểm tra có nhận token chưa các bạn, rồi giờ lấy bấm vào chữ redeem mà lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và nha. Người thân đã nhận thêm token vậy, video mình thông báo hôm nay chỉ kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.